Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cách làm những món đồ chơi đơn giản tại nhà nhé. Các bác cùng em biến những hộp bìa giấy cắt tông cũ, không dùng đến thành đồ chơi hữu ích nhé. Chắc chắn các bé sẽ rất thích những món đồ chơi kiểu này đấy. Các bạn thấy sản phẩm của mình thú vị thì đừng quên bấm like và chia sẻ ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.